Kính chào tất cả quý vị cũng như tất cả các bạn đang theo dõi kênh Phú Hiếu Nguyễn. Hôm nay mình xin được gửi tới tất cả quý vị và các bạn một video quay những cái cây rau bio, rau sạch được trồng ngay tại ban công ở nhà mình. Thì trước mặt của các bạn đây là một cái chậu rau, mà cái rau này á thì là nó là một cái bài vị thuốc nam nhé các bạn, một bài vị thuốc nam, đó là cái cây ngải cứu mà mình xin từ ở vườn của cái anh Thống bạn mình về và mình trồng, và bây giờ nó lên rất là xanh tươi, tốt lắm các bạn. Cái cây ngải cứu này á thì là nếu mà nói mà nó là bài vị thuốc nam á thì nó chứa rất rất là nhiều bệnh các bạn, nhiều bệnh lắm. Nhưng mà trong cái mà hay nhất của cái cây ngải cứu này á là nó trị bệnh mất ngủ. Có nghĩa là những người nào mà bị mất ngủ kinh niên á, mà bị nặng á thì không cần phải uống coi như là thuốc ngủ, vì các bạn biết thuốc tây là cái thuốc nào nó cũng phải có cái nêm bền vi cùng, tức là nó có cái tác dụng phụ, còn đây chỉ là cái bài thuốc nam đó. Thành thử ra cái cuộc là trị mất ngủ rất là hay và rất là tốt. Thì cái cây ngải cứu này á, thí dụ giống như là các bạn có thể là các bạn trộn salad, nhưng mà cái mùi của nó thì nó cũng có cái mùi của cái lá ngải cứu này á, thì nó có cái mùi giống giống như là cái mùi dầu khuynh diệp á. Bởi vậy cho nên như là nó cũng nếu mà các bạn trộn salad mà ăn sống á thì nó cũng vẫn có cái mùi của nó. Còn nếu như ai mà ăn sống không được á thì các bạn sẽ là nấu canh. Nấu canh thì trong đó tùy theo khẩu vị của mỗi người. Thế là các bạn nấu với thịt heo, nấu với gà, nấu với thịt bò, vân vân, loại nào cũng được hết. Thì mình cứ nấu xong rồi coi như là cái rau này cắt ra rồi rửa sạch đi, rồi mình cũng bỏ vô trong canh y chang nha, giống như mấy cái rau tình ô hay rau này rau kia thôi đó các bạn đó. Nhưng mà nó chỉ mất ngủ rất là hay. Rồi bây giờ cũng để mất thời gian của quý vị nữa thì mình xin giới thiệu kế tới là cái thùng này của mình. Cái thùng này á thì là cái thùng mút này, là trong đây là nó có rau rau quế, đúng không? Rau quế và có hai cái cây lớn. Các bạn thấy là hai cái cây lớn này là rau diếp cá, mà cái rau diếp cá thì cũng là bài vị thuốc nam luôn. Và bây giờ nó đang lên đó, và các bạn thấy dụ nó lên, hy vọng là mai mốt thời tiết mà nó đẹp thì nó sẽ lớn rất nhanh. Chứ mấy ngày hôm nay thì tự nhiên trời nó lại sụp sụp mà nó mưa với lại nó lại lạnh lại các bạn, chứ 1-2 tuần trước thì nó nóng đẹp quá. Rồi kế tới cái chậu mút thứ hai của mình là cái chậu này, thì là mình trồng rau tí tô, nó cũng lên lên mấy cái con hết rồi đó các bạn. Đây giờ mình quay cho nó sát lại một chút xíu cho các bạn coi cho nó được rõ nha. Còn cái này
là cái bụi trúc, trúc Nhật Bản chứ không phải tre nha bạn, trúc Nhật Bản. Cái cây này thì mình trồng lâu lắm rồi các bạn, trồng lâu lắm rồi, nhưng mà tại vì giống như là cứ tới cái mùa đông á là nó không có chết hẳn, nhưng mà lúc đó là bắt đầu mình phải tỉa cành tỉa nhánh rồi gì cho nó bớt đi, rồi như ngày mai mốt là bắt đầu để cho mùa hè á nó lại coi như là lên lại và nó xanh lá lại. Tại vì các bạn biết tại sao không, cái trúc này á, cái trúc cái tre gì cũng vậy hết, thường thường á cái trúc tre là nó ăn đất rất là nhiều nha các bạn. Ví dụ như thường thường mấy cái nhà riêng á, người ta trồng á là người ta sẽ phải coi như là cái chỗ nào mà người ta trồng cái bụi trúc bụi tre là người ta sẽ phải quay lại bằng sắt hay là xây xi măng như thế nào đó để quay lại, chứ không thôi thường thường á cái trúc cái tre này cái rễ của nó rất nhiều các bạn, nó nhiều lắm. Tại vì mình trồng á, các bạn biết mình trồng ở trong chậu á, trong cái chậu của mình cũng khá lớn á, nhưng mà tại trồng trong chậu thì nó không thể nào nó lớn được. Chứ còn nếu như mà ai mà có nhà riêng hay có vườn tược á, mà trồng cái bụi trúc này á thì chỉ có khoảng chừng chừng 5-6 năm thôi là bắt đầu nó lớn dữ lắm đó. Còn kế tới á là mình xin giới thiệu tới tất cả mọi người, đây là cái sen đá. Cái chậu kế tiếp cũng là sen đá luôn. Còn cái này cũng là sen đá nhưng mà mình để trong một cái bình. Để riêng một một cái câu hoa sen đá thôi, để trong một cái bình. Thì cái bình này cũng đẹp lắm, để mình quay cho các bạn coi nha. Đây. Cái bình này thì nó bằng coi như là porcelain, bằng sứ đàng hoàng. Và ở ngoài cái bình nó cũng chạm trổ rất là đẹp các bạn. Từ bông hoa cho tới cách thức cái chạm trổ nhìn rất đẹp. Đó là một loạt cây sen đá của mình. Còn những cái cây ớt của mình á, thì mình đang ương nhưng mà nó còn nhỏ quá, mà trời mấy hôm nay nó lại lạnh, bởi vậy mình đang để ở trong coi như là cây để trong nhà, chứ mình không dám để bên ngoài đúng không bạn, để bên ngoài sợ nó chết. Còn đây á là mình xin quay một chút xíu cái chậu sắt của mình bên ngoài, tức là ví dụ như nó được bắt ốc máng vô trong cái ban công của mình luôn á. Thì cái chậu này thì mình cũng đang trồng tí tô và nó cũng đang lên. Đây. Mình sẽ quay sát tới và mình đi từ từ cho các bạn coi. Ở ngoài cái chậu này mình cũng có hai cây sen đá đó. Còn cái phía bên đây phía ngoài này á là các bạn thấy là cái bãi cỏ, tức là mình đứng ở cái hướng ban công của nhà mình thấy có cái bãi cỏ, nhưng mà mình cũng muốn quay sơ sơ để mình nói với các bạn á là cái bãi cỏ này bây giờ rất đẹp các bạn. Lý do tại sao mà đẹp á, là tại mình nói là cái cỏ thì nó màu xanh đúng không, mà nó có những cái hoa cúc nhỏ giống như hoa dại vậy các bạn đó, mà nó làm trắng hết nguyên cả một cái bãi cỏ người ta luôn, nhìn giống y chang như là tuyết ở dưới vậy đó. Bây giờ mình kéo ngắn lại một chút xíu cho các bạn coi cho nó được rõ hơn chút nha, tại vì mình đang đứng từ trên ban công mình quay xuống dưới.
Còn từ nãy giờ mà các bạn nghe thấy cái tiếng mà tiếng quạ kêu á, đó là tiếng của mấy con quạ đó các bạn. Nó đang đậu ở trên một cái cây. Và có rất là nhiều chú quạ ở trên đó. Nó có khoảng chừng cỡ chừng gần chục con đó. Đó. Cái này là các bạn thấy là những cái con mà nó đang đậu ở trên đó là không phải chim bồ câu đâu nha các bạn, đó là con quạ đó. Nhưng mà tại vì từ xa thì các bạn nhìn không có được rõ cái tiếng con quạ nó kêu á. Và bây giờ mình cũng xin tạm ngưng cái video clip ở đây nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình video tới. Nếu như mà các bạn coi cái video này mà các bạn thấy mà hay á, thì mình mong các bạn hãy tiếp tục ủng hộ cho mình. Để cho cái kênh Phú Hiếu Nguyễn của mình mỗi một ngày nó mỗi một phát triển nha các bạn. Và nhiều người biết tới. Thành thật cảm ơn tất cả quý vị và các bạn rất nhiều. Thân ái, hẹn gặp lại.